Đây là view từ phòng ngủ chính, căn biệt thự TV115. Đây là căn biệt thự cuối cùng của dãy 1. Đây là mũi ông đội. Biệt thự PV115 là biệt thự cuối cùng của dãy 1 nên tầm view rất rộng. Đây là dự án cáp treo. Bên cạnh là các căn biệt thự PV114. Biệt thự PV114 cũng là một biệt thự có thầm. Đây là phòng ngủ chính của biệt thự PV115. Và đây là phòng ngủ phụ tầng trên của biệt thự PV115. Khác với các căn biệt thự khác thì biệt thự PV115 nằm đối xứng và có bể bơi quay ra phía mũi ông đội, để tận dụng góc view từ bể bơi. Đây là bể bơi. Và đây là phòng phụ. Đây là khu vực cầu thang và lối đi vào của biệt thự. Đây là góc view từ phòng ngủ phụ tầng trên căn biệt thự PV115. Đây là phòng ngủ chính và phía dưới là phòng khách.